Xin chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh nhà đất Hồ Chí Minh. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nam. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một căn nhà tại đường Nguyễn Đình Chính, phường 15, quận Phú Nhuận. Các bạn có thể nhìn thấy mình đang đứng trong căn nhà này. Mình sẽ giới thiệu con đường đi vào căn nhà này và trước mặt căn nhà này cho các bạn cùng tham quan. Các bạn hãy theo mình khám phá căn nhà này. Đây là con hẻm đi vào căn nhà này nha các bạn. Đây là con hẻm xe hơi tại đường Nguyễn Đình Chính, phường 15, quận Phú Nhuận. Và đây là căn nhà này nha các bạn. Đây là mặt tiền trước của căn nhà này. Với diện tích bề ngang là 3m8, chiều dài là 13m1. Tổng diện tích công nhận là 47m2, gồm có một trệt, một lửng, hai lầu, một sân thượng. Ở phía trước này thì chúng ta có thể làm một khu vực đậu gara ô tô nha các bạn. Ở đây chúng ta có thể làm khu vực gara ô tô ở đây. Thì mình sẽ chuyển phòng khách lên tầng lửng nha các bạn. Đây là khu vực phòng khách hoặc là khu vực có thể làm khu vực đậu gara ô tô nha các bạn. Và ở trên chúng ta sẽ có một khu vực tầng lửng. Nếu mình đậu gara ô tô ở dưới này thì mình sẽ chuyển khu vực phòng khách lên khu vực tầng lửng nha các bạn. Ở bên trái này thì chúng ta sẽ có một khu vực để mình quầy tủ rượu nha các bạn. Và bên này thì chúng ta sẽ có một khu vực cầu thang. Cầu thang bằng sắt và tay nắm là bằng gỗ nha các bạn. Ở phía trong này thì chúng ta sẽ có một khu vực bếp. Gồm có tủ bếp trên, bếp dưới. Và gỗ này là gỗ thật nha các bạn. Ở phía sau này thì chúng ta sẽ có một khu vực giếng trời ở sau này. Ở đây chúng ta sẽ có một khu vực toilet ở đây nha các bạn. Tiếp đến các bạn hãy cùng mình khám phá khu vực tầng lửng của căn nhà này. Đây là khu vực tầng lửng của căn nhà này nha các bạn. Ở phía trước này chúng ta vẫn còn một khoảng không. Mình có thể thiết kế đây một phòng để mình đọc sách hay là bỏ những cái ghế ngồi thư giãn ở đây. Hoặc là khu vực phòng khách nằm trên này cũng được nha các bạn. Và phía trong này thì chúng ta sẽ có một phòng ở đây. Trong này chúng ta sẽ có một phòng. Mình cũng có thể dời phòng khách lên đây. Hoặc là để phòng khách ở phía trước. Có máy lạnh ở trong phòng này rồi nha các bạn. Và đây là khu vực toilet. Các bạn có thể nhìn thấy lối kiến trúc bán cổ điển rất là đẹp nha các bạn. Bồn vệ sinh, phòng tắm. Phòng tắm đứng thì đã có kính che rồi nha các bạn, nước sẽ không văng ra ở ngoài toilet. Và bên này thì chúng ta sẽ có một khu vực giếng trời ở đây. Tiếp đến các bạn hãy cùng mình khám phá khu vực lầu 1 của căn nhà này. Lầu 1 ở phía sau thì chúng ta cũng sẽ có một phòng tương tự như phòng tầng lửng nha các bạn. Ở đây chúng ta sẽ có một phòng. Và có máy lạnh đầy đủ rồi. Tương tự ở đây sau này chúng ta cũng sẽ có một toilet. Giống như y toilet ở dưới tầng lửng nha các bạn. Và phía trước thì chúng ta sẽ có một căn phòng master ở phía trước. Trong phòng master ở phía trước khá là rộng rãi thoải mái luôn nha các bạn. Và có một view ban công phía trước. Mỗi phòng đều có một máy lạnh riêng. Hệ thống đèn trần. Rất là đẹp rồi nha các bạn. Và ở trong này thì chúng ta sẽ có một khu vực toilet ở đây.
và có một khu vực tắm đứng, bồn và kính, bể ngồi rất là đẹp nha các bạn, của hiệu Toto. Tiếp đến các bạn hãy cùng mình khám phá khu vực lầu 2. Mình sẽ khám phá khu vực phòng master ở phía trước. Đây là khu vực lầu 2. Tương tự như lầu 1 thì phòng master ở phía trước khá là rộng rãi thoải mái. Và cũng đã có máy lạnh đầy đủ rồi. Có một khu vực ban công ở phía trước. Và ở trong này thì chúng ta sẽ có một khu vực toilet ở đây. Tương tự như ở phía dưới thì trên này chúng ta cũng sẽ có một phòng ở phía sau. Và một toilet riêng nha các bạn. Tiếp đến các bạn hãy cùng mình khám phá khu vực sườn thượng của căn nhà này. Khu vực sân thượng của căn nhà này, đây là khu vực sân thượng ở phía trước, rất là rộng rãi thoải mái luôn nha các bạn. Các bạn có thể trồng những cái cây ở đây, móc ở đây, và mình có thể bỏ những cái ghế bàn ở đây ngồi thư thả ở đây. Và đây là khu vực sân thượng ở phía sau. Khu vực sân thượng ở phía sau nha các bạn. Toàn bộ hệ thống máy lạnh đã được nằm đặt trên này hết rồi nha các bạn. Hệ thống bồn nước, máy lạnh. Ở phía sau này thì phù hợp quý anh chị và các bạn mình phải áo quần. Mình xin tổng hợp lại thông tin cho các bạn cùng tham quan căn nhà tại đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận. Căn nhà hẻm xe hơi với diện tích bề ngang là 3m8, chiều dài là 13m1, tổng diện tích công nhận là 47m2, gồm có một trệt, một lửng, hai lầu sân thượng, 5 phòng ngủ, 6 toilet nha các bạn. Căn nhà hẻm xe hơi tại đường Nguyễn Trọng Tuyển. Căn nhà hướng đông bắc phù hợp cho quý anh chị và các bạn nào mình hợp hướng tây tứ trạch. Hiện tại căn nhà này đang rao bán với giá là 13,5 tỷ vẫn còn thương lượng. Nếu quý anh chị và các bạn nào quan tâm xin vui lòng liên hệ số điện thoại của Nam 0901240289. Ngoài ra để nhận nhiều hơn những căn nhà đẹp tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, các bạn vui lòng nhấn đăng ký kênh, đồng thời nhấn nút chuông. Các bạn có thể tham quan website nhadất.hochiminh.com.vn để nhận nhiều hơn những căn nhà đẹp. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm.